Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra ở thị xã Long Mỹ. Nhà người dân đang tháo dỡ thì bất ngờ một bức tường đổ sập đè chết một người và ba người bị thương. Dù việc này là lời cảnh báo cho nhiều người nên cẩn trọng hơn trong việc tháo dỡ nhà cửa. Sau đây là thông tin chi tiết về vụ tai nạn lao động này. Theo điều tra ban đầu, vào buổi sáng, ông Phạm Thành Úc ở khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh cùng ba người khác là Phương Trúc, sinh năm 1966, anh Phạm Quang Hải, sinh năm 1982 và Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1989, tháo dỡ căn nhà của ông Úc. Đến 10 giờ, cả bốn người đang ngồi ăn cơm trưa thì bị bức tường nhà đổ sập xuống. Hậu quả đã làm cho anh Nguyễn Thành Luân tử vong trên đường đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ. Ba người còn lại đều bị thương nặng, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Sự việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trước mắt, lãnh đạo thị xã Long Mỹ đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị nạn.